Alo. Tao Vâng. à? Ừ, chú ơi, lần trước chú lấy đôi cô gái đi. Tao tưởng mày lớn tuổi Vâng. chứ. Tao nghĩ Vâng. ừ, lần trước gửi chú hai con đực đấy. Nó đang Vâng. gáy nghe chưa? Vâng, đang nghe gáy đấy ạ. Ừ, nó đang gáy đấy. Nó được được một con này là thổ, con thổ bầu. Con thổ bầu nghe hay, sướng, đúng ý ta. Còn Khổ quá, bây giờ chim thì nó chú mua là mua từ lúc còn 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 ấy, con còn đút đút, thì bây giờ nó gáy, chú gọi điện lại thì bây giờ cháu gáy thế, may may ta được con thổ bầu hay quá, tao đang thích, tao không phải là có may mà thực ra là cái xác suất của chú cháu là cũng rất là cao đấy, chứ không, tại vì những tấm. cái chim mùa giống của cháu cháu biết mà. Ừ, tao vừa mới nhìn cái clip mày mày tung lên mạng, cái clip số 5 mấy cái con mà mày gọi thổ đồng thổ ấy. À, con đấy chạm đồng chưa? Ừ, cái con chạm đồng mày vừa lại tung lên sáng nay thế, tao Con vừa đấy mới cháu nhìn. vừa bán xong. À, bán rồi Vừa bán xong, nhưng mà còn một con em của con đấy. đấy, nghe con thổ, con thổ bầu nó rèn chưa Nó con nghe gì nhỉ? Vâng. đấy, tao ngồi xa cách nó gần chục mét đấy, người ta đi sân mà Chú nghe nuôi nó bây một giờ kiểu là, mà chú đã 6 định là tháng chuyển về rồi. đâu nhỉ? Giờ đấy là chú chuyển về đâu nhỉ? Mày chuyển ta đợt bọn 559 đưa về, tao bị ra bến xe tao lấy. À, 559 là chú ra bến xe nào? Bến xe Mỹ Đình hả? Không, với xe 559 Hải Dương ấy, À, đợt bến mày xe gửi tao hồi tháng 559 sáu là Hải Dương. Bây giờ được đến mấy tháng rồi nhỉ? hả? Từ giờ đấy là được mấy tháng rồi nhỉ? 6 tháng Sáu tháng đấy, bây giờ bắt đầu gáy. đấy, nghe tiếng chưa? Ừ, nghe chưa? Cháu nghe thấy rồi. Nghe 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 rền thật đấy. Đúng rồi, nghe rền lắm. Alo. Nó gáy sướng lắm, nghe thấy con thấy thích lắm. Tao vừa nhìn clip này bán con đấy. Cháu bán con đấy rồi, cháu cái chim của cháu gần như là nó, thứ nhất là cháu cũng 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 con nào nó biết, cháu biết giọng gáy các thứ rồi, cháu Đấy, nào nó gáy đấy. Tao tao tưởng mấy, tao năm nay 59, con tao là 34, 35 rồi. thì cháu thì bằng tuổi con chú, Ừ, thế lần trước tao cứ bảo gửi cho anh em, vợ mày nó của anh là thì đâu. bây giờ sinh ra cái mạng này thì có biết 22 thì cứ anh cho nó trẻ Ừ, rồi hoặc rồi. Ừ, thì cho nó trẻ, nhưng mà hôm vừa rồi tao nhìn mày trên mạng người ta em bảo cho à, nó ừ, trẻ. Nhiều người người cũng nghĩ ta là thế, tao nhưng mà lên mấy cháu con, tao nhìn con, tao bằng nhìn tuổi mấy con con chú mày quảng thôi. cáo. Vâng. Ừ, quảng cáo con ấy số 5, số liếc, tao định gọi tao hỏi mày lại bán thời chú để không có con nào khác thấy hay vậy. Vâng, đợt này Đấy, thì nghe thế chưa, nào? nghe con mày gửi tao chưa? Vâng, nghe 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 trướng, nghe trướng. Thì mai Đấy, ngày kia nhưng mà chắc là cháu nghe lại mấy cái con, cháu cũng có cái lứa này, nó tao đeo thích quy mấy đồng con rất thổ đấy, đồng, con nào được thì tao cháu thích bảo. mấy con thổ đồng xịn, tao thích con thổ đồng xịn cơ. Thổ đồng xịn là Ừ, thổ đồng xịn, chứ thổ không phải đồng. con đấy, con thổ đồng xịn chứ không phải thổ đồng thổ pha. Con thổ pha tao tao có con thổ pha rồi, tao con thổ sấm, con thổ pha. Con vừa rồi Vâng. tao bắt của mày là được con thổ bầu nữa, là tao đúng ý rồi. Bây giờ tao muốn tìm con đồng, Con mấy đồng, con còi này, con đồng xịn thì khả tao năng con là còi này, tao đang đứng cạnh con còi này. à, có cả con còi thì đã đủ bộ rồi gì nữa. Thế là chú có đủ bộ rồi đấy, Ừ, tao đang thiếu nghe con con mua thổ còi đồng xem. thôi đúng không? Ừ, lúc nào tao có con thổ đồng thì mày alo mày nháy tao cái, tao sẽ xong mày tung lên mạng tao nhìn nó làm sao, hay là mày Zalo tạo phải. Vâng, rồi cháu nhớ rồi. Cháu đây thì nó nhiều chim mà con nào nó phát Đấy, hiện mày tất cứ cả. nghe, tao cứ làm trong nhà tao mà tao lâm lâm lồng với cô gái tới xem với con một lời đấy, có con tao nuôi chục năm nay Vâng, chục năm nay đấy, rồi. đấy cái con mà cái con mới mà tao vừa bắt của mày nó lên đấy, tao thích Vâng. con nhất, cái con thổ bầu nó mới Con đấy lên bây mà giờ bây là giờ chú tao thích nhất khiển, à? Con đấy bây giờ là chú tao thích nhất khiển nó rồi, của tao khiển nó ngon lành rồi đấy. à, khiển ngon lành rồi. Ừ, tao khiển ngon lành rồi đấy À, đấy. con đấy bây giờ là thị giá lắm đấy. Ừ, Vâng, nhưng mà từ từ đúng ý mình khoái. nghe giật chưa, vâng nó cái ừ. vâng Đấy, nó đấy, chính con mày gửi tao ấy, mấy con bé đấy chứ mà con to đâu, con to thì lại gáy đâu, không hay một con bé, con hai con mà con to con bé thì con bé tao lại vâng thì nó quan trọng lúc nó gáy được rồi thì mình nhìn con ừ. nào Cái nó. cườm nó cườm 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 vừng từ mẹ ra, nhỏ li ti này, nó không À, to như hạt cườm nó nhựa. hạt nhỏ như hạt cát luôn. Ừ, còn đấy tao sướng nhất, ngay từ lúc tao bắt tao đã thích nó, tao lấy dây đồng tao buộc vào chân nó để đánh dấu.
Vâng. Bây giờ ta vẫn để nguyên cái dây đồng ở chân đó. Để nguyên này giống vì cái giống chim của cháu là cái cường của nó bình thường mà nó vào mấy ông các bạn cường cường nhưng mà nó có Không, bị nhỏ cái cường hai cường. con thì con đấy nó đấy nó gáy sướng nhất, nó mà cất tiếng gáy lên rồi ai ngồi mẹo thì giật mình. Nghe nó rền rã đúng không? Ừ. Nghe nó phê hẳn. Thế còn cái con thỏ sấm tao nuôi đâu rồi, những cái con thỏ bầu này tao 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 mới phát thằng mày tao gây lên đúng tao thích chặt, công nhận con ấy thích. Ừ. Thôi nhá, lưu lưu ý nó có là gì alo cái nhá, mày Chúng nháy cứ máy tao nhé. thỉnh thoảng chúng cứ theo dõi cái kênh của cháu đấy nhưng mà chúng Ừ cứ rồi, gọi tao cho vẫn cháu theo dõi, ngày nào tao trả vào, ngày nào tao rỗi tao lại vào tao xem, là tao đưa mới xem. chú là chú gì nhỉ, chú tên gì nhỉ, Chú Thọ. chú Thọ rồi, rồi cháu chỉ nghe cái giọng quen quen là từ về Hải Dương. Ừ, lần trước mày gửi tao một đôi chứ còn gì, tao mà gửi tao bằng cái ngày chủ nhật là thì tao lấy đấy. Rồi rồi nhớ rồi, tôi cầu năm năm. Đang là mẹ thằng xem Mỹ Đình nó trở về nó điện tao, nó là chú già 59 nhận chim. Ừ. Tao ra. Ừ thế thôi. Alo thế lúc nào ấy là có cái thì nháy máy thôi nhá. Vâng. Ok chú, rồi Ừ, có cái ừ chú xin gì không chào gọi nhé. gọi ok chào chú. Clip số 5 thì coi như là mình đăng lúc buổi sáng, thì bây giờ là lúc 2 rưỡi chiều là đã có chủ nhân. Và mình đặt tên cái clip này là clip số 6. Thì trên màn ảnh nhỏ là những anh em yêu chim cu gáy thân mến, là chú chim đuôi ngắn đang quay thẳng đuôi vào đó, là chú chim 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 nó đã là chú chim gù, và nó là chú 100% tuyệt đối là chú chim trống. Nó đã gù mà mình đánh dấu ở đây là chim mới phát hiện, là nó nuôi avi nó gù, là đuôi con đuôi ngắn là trống gù thổ phát hiện ngày hôm nay. Thì mình nuôi chim này là chim đẻ ra và mình nuôi avi, cái lồng khoảng 3-4 mét khối đấy là nó đã trưởng thành. Như con này là tầm khoảng 8 tháng tuổi, nó đã gù gù chim mái rồi. Và đặc biệt là phát hiện là gáy gù là giọng thổ chuẩn đó. Có cái là độ thuần thì các bạn biết là đây là mình cũng thấy là nó cũng tương đối thuần thôi, chứ nó chưa đến mức độ là mình cho tay vào mà nó thuần như là chim mình nuôi lâu, nuôi lồng nuôi lâu. Thì anh em lưu ý là mình bên mình thì cũng luôn luôn là muốn muốn giữ những cái uy tín cho bên mình. Thì thường là cái clip này là mình đăng trong ngày, là anh em nào đã từng biết đến và đã từng mua giống chim ở bên mình rồi thì họ tin tưởng, hoặc là những người người ta hay theo dõi những cái video của mình thì họ cũng tin tưởng. Thì clip này thì mình giới thiệu cả hai con. Cái con đuôi ngắn này là cái con nó nhiều tuổi hơn, và con đuôi dài này thì nó kém khoảng, chắc nó cũng khoảng 1 tháng thôi. Con này thì cườm, mình gọi là cườm vừng hơn, cườm rắc hơn. Và con này thì gọi là con cũng là đã bảo hành chim giới tính là chim trống và tuyệt đối là giọng thổ đó. Thì các bạn nhìn thấy chim ở đây thì đa phần là nó làm chim nó mã ngỗng, nó anh em nhìn thấy là cái cườm và cái phần đuôi của nó. Thì các anh em nào có cái giá khởi điểm cho những chú chim như này là mình vẫn niêm yết là giá 1 triệu. Bởi vì sao là 1 triệu? Thì nó sẽ đạt được yếu tố là đúng cái giống chim của mình, và đúng cái giọng chim của mình, và đúng cái giới tính, và mình sẽ bảo hành tuyệt đối ba yếu tố đấy: giống chim mã ngỗng phấn hồng chân đỏ, giọng chim là giọng thổ, và cườm ở đây thì nó là cườm giác rồi, và giới tính là chim chim trống. Đấy là ba yếu tố mình bảo hành tuyệt đối cho anh em. Và tại sao một số người bảo thế anh không thấy nó gáy? Thực tế là ở đây thì mình cũng rất là nhiều chim, và cái việc gáy theo kiểu bảo thuần thục thì nó là thuộc cái nhóm chim đắt tiền hơn. Và với những cái người mới chơi chim thì mình hướng các bạn lên chơi những chú chim như thế này. Bởi vì là các bạn chi phí cái mức độ 1 triệu thì các bạn có thể là chơi từ giờ, ví dụ như tập này là còn khoảng 1 tháng rưỡi nữa là Tết, thì các bạn về một chủ một lồng
các bạn cho lên là đến Tết là các bạn có thể là có chim chơi rồi. Đó là các bạn có thể là sau khoảng 3 tháng hoặc 2 tháng là nó sẽ là lên khách, nó sẽ gù người, gù theo phong cách của các bạn. Thì nếu mà những chú chim mà nó đạt được yếu tố già tuổi và thuần thục thì chắc chắn là nó sẽ hơn. À, có những người đã mua những chú chim lon của mình và bây giờ sau 6 tháng thì họ cũng đã gọi điện lại, họ đã cảm ơn và họ yêu cầu mình tìm những chú chim theo ý của họ nữa, họ đặt hàng và mình ghi sổ lại số điện thoại của họ. Và cái điều mình rất mừng là họ gì, họ rất là tin tưởng mình. Thì khi mình bán một chú lúc nhỏ mình bán hai chú chim trống thì các bạn là biết là đến bây giờ họ gọi điện là đúng hai chú chim trống và chọn một trong hai con đó thì là trở thành năm cái con chim gáy thuần thục nhất ở ở trong cái dàn chim của người ta. Và bác này là bác ấy ở Hải Dương, bác ấy đã gọi điện và tí nữa ở cuối video mình sẽ trích dẫn cái lời mà bác ấy nói chuyện qua điện thoại với mình. Và bác ấy có hỏi cái con chim số 4 thì thực tế là con chim số 4 mình cũng vừa đồng ý bán cho một bạn rồi, mình bán cho một bạn rồi và bạn ấy cũng đã là khách hàng quen của mình và bạn ấy cũng đã là chuyển khoản cho mình theo cái thỏa thuận đó. Thì trở lại vấn đề thì tới đây thì mình sẽ phát cái chương trình tri ân khách hàng vui chơi cùng với anh em trên cái kênh phát trực tiếp Facebook vào 8 giờ 30 phút tối ngày mùng 10 hàng tháng và sẽ có những giải thưởng dành cho những người là tham gia trực tiếp. Chúng ta xây dựng nên cái diễn đàn chim này là cũng một phần là đam mê, một phần là quy tụ lại tất cả những anh em đam mê và đặc biệt thao chim gáy luôn có cái hướng là cùng giao lưu rất là rộng. Nên là anh em nào phát xem phát trực tiếp, anh em nào dù may mắn hay không hay là như nào anh em cũng đừng nghĩ ngợi một vấn đề gì cả, quan trọng là vui là chính. Đó thì hôm nay là mùng 8 rồi thì mùng mùng 10 tối 8 đã 8 giờ 30 phút tối ngày mùng 10 mình sẽ phát trực tiếp và anh em nào muốn có cơ hội nhận chim thì anh em có thể là khi mình đưa ra phát trực tiếp thì anh em có thể là tham gia đoán kết quả đáp án và sẽ có 3 giải thưởng. Thì là anh em cố gắng là chia sẻ cái bài để mọi người cùng chơi cho vui và anh em cố gắng đến cái giờ đấy anh em lên và mình sẽ phát trực tiếp, mình hứa với các bạn là sẽ rất là trung thực, công tâm và vui là chính. Thì hai cái con chim này là những cái chú chim mà của mùa năm nay lên và mình chỉ khẳng định là mã ngỗng, phấn hồng, giọng thổ và mình đã phát hiện là chim trống rồi. Thì anh em cứ yên tâm là mình bảo hành ba yếu tố giống chim, giới tính chim và giọng chim. Còn mọi vấn đề thì chúng ta còn phải có niềm tin đối với nhau. Và niềm tin hay không thì thực ra là các bạn xem những cái khách hàng có những ý kiến và có những cái việc mình có thể là hỗ trợ khách hàng trong khi các bạn nhận chim và nuôi một thời gian nó bị chết hay là bị gì chẳng hạn. Bên mình luôn luôn đi đầu trong cái vấn đề là giao lưu và mua bán qua mạng, đặt yếu tố hàng đầu để có được một cái thương hiệu cũng như là có được một cái tinh thần giao lưu và đam mê chim cu gáy. Thật ra anh em có thể là trước mắt các anh em có thể là chưa thực sự là tin tưởng thì anh em hãy cho mình một cơ hội, mình sẽ chứng minh được cái điều mà mình nói. Và đặc biệt là những anh em nào đã tin dùng rồi, đã thấy kết quả chất lượng rồi, anh em cũng nên có những ý kiến đúng với sự thật để cho những anh em khác còn đang chần chừ băn khoăn có thêm niềm tin. Và mình cũng rất cảm ơn, rất khuyến khích những cái ai đó đã tin tưởng mình thực sự. Thường những người tin tưởng thực sự thì họ cũng sẽ gọi điện cho mình một cách thẳng thắn và họ sẽ đặt niềm tin cũng như họ đã sẽ chuyển khoản cho mình. Tất nhiên là tâm lý thì mua hàng qua mạng bây giờ cũng rất là nhiều người có ý kiến. Thật ra là mình không biết nói gì hơn. Clip này mình sẽ hướng về cái hàng này, mình sẽ có những cái con hay sau khi mình phát hiện mình sẽ đăng lên và thường là trong ngày mình sẽ bán những cái con chim đấy cho những khách hàng quen của mình. Và một cái điều nữa là gì, mình nói nhấn mạnh lại là 8 giờ 30 phút tối ngày mùng 10 có nghĩa là ngày kia, anh em cố gắng sắp xếp thời gian lên chúng ta giao lưu trên một cái sân khấu về chim cu gáy. Anh em nhìn kỹ con này, hình bắp chuối này, nó giống chim này mà cũng là kích thước rất là ok, cái mã rất là sáng và đặc biệt là âm lượng rất là ok luôn. Thì
anh em về nuôi lồng thêm 1 tháng 2 tháng nữa là ok ngay. Đó. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi những cái clip của Thao Chim Cu Gáy. Số điện thoại của bên mình là 0163 5305 982. Clip này là clip số 6. 2 con chim này mỗi một con trị giá là 1 triệu. Chim tơ của mùa năm nay lên, mình bảo hành giống giọng và gì giới tính. Anh em có thể là ưu tiên những anh em nào gọi điện trước. Nếu như anh em nào đặt hàng rồi thì mình sẽ trả lời và mình sẽ thông báo cho video kế cận là con nào thuộc số mấy đã bán rồi. Đó. Thì là anh em cũng hết sức là nếu chúng ta còn đam mê, chúng ta cũng nên để ý đến những tìm đến những cái đơn vị, những cái vườn chim có cái thái độ và có cái chất lượng về dịch vụ uy tín. Bên mình thì cũng cũng mới là có được những cái niềm tin nhất định. Thì hy vọng rằng anh em sẽ có tiếp tục ủng hộ. Cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian để theo dõi những cái clip chim cu gáy hay ở trên Facebook và trên YouTube. Mình tên là Thao, số điện thoại là 0153 05 982, với cái địa chỉ tại vườn chim nhà mình thuộc cổng trại Đà Điểu, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Cảm ơn anh em đã đồng hành cùng Thao trong thời gian vừa qua.